đang làm dở dang, phường lại đến bảo hoãn lại. Thế mà chủ lại bảo là giải quyết xong rồi. Cho đồ ra cửa luôn đi anh ạ. Không về à? Để cửa, cửa không bảo để cửa để nó chạy lấy á. Được thì... Phường này à? Phường lại đuổi về mất rồi. Đang làm dở dang. Hello, hello. Chào 5.000, 5 triệu anh em. Đây là khu đường Bùi Trang Trước. Anh em đang làm ở mặn cầu Nhật Tân, gần cầu Nhật Tân. Trong năm anh em đã dựng lên một dàn xương Y200 và 150 và giải sàn tấm đan sắt đổ bê tông dựng mái, nhưng phường xã đã đến dỡ hết vì đất không phải là đất sổ đỏ, đất này là đất trồng trọt, không cho dựng nhà tầng, dỡ lát bung bét này. Ăn Tết xong không biết nhà chủ nhà thầu nộp phạt đóng tiền bao nhiêu mà lại bắt đầu lại cho vào công đoạn xây dựng tiếp, dựng sắt y dỡ hết sau lại đưa lên hàn lại, kết cấu vá hàn vá y về úp góc. Bắt đầu anh em đang cho tấm giải sàn lên để đan sắt một lớp nữa để đổ bê tông. Đây là anh tướng bụng bự. Xây tường lên tường, lên mái các thứ, đục phá hết đống vữa. Bao tiền đổ ra. Người có tiền thì không tiếc đồng nào. Sót nhưng mà vẫn có tiền. Lại dựng tiếp. Anh em đang đưa tấm lên để giải sàn. Trên là có mái không? 19.000 mua được cả cốc cả đá. Mái bán mái nữa. Thế mày giỏi. mày giỏi. Thế anh mua nó còn lấy thêm 1.000 nữa là 21.000 cơ. Mà anh mua đá một bọc to cơ mà. Thằng em này nó tính toán so đo, nó kể lể này. Mày mua bọc đá to bằng bộ đá của anh không? Anh mua lửa túi đá cơ mà. Thôi đéo cãi với thằng Lanh Chanh ngang bướng á. Con này của em là nó nói ngang bướng á, không thể cãi nổi, không tính toán. Đồ đạc các kiểu mấy anh thợ xây gọi là chăn mền xong nồi làm bao nhiêu công sức lại nên đục phá đi, nên là xong nồi chăn màn rồi. Đục xong cái bỏ về luôn, nghỉ luôn, nghỉ Tết luôn. Anh em làm trong Tết 2022. Năm nay là 2023. Chắc họ rất đút rất nhiều tiền cho xã phường phố gì đó. Thì mới được làm tiếp. Rót hàng tỷ. Tuy lên một tầng nhỏ nhỏ này thôi. Khoảng đất trống này thôi, bao tiền rót vào đây rồi, sắt thép bê tông
anh em đi làm cực nhọc kiếm một đồng, nhưng mà mỗi lần mà làm xong rồi mà dỡ phá ra là cũng không vui tí nào. Sản phẩm của mình dựng lên lại dỡ ra, mái dựng lên hạ xuống thì không dưới 3 lần, dựng cao lên lại hạ thấp xuống, hạ thấp xuống lại nhân lên. Đây, kết cấu đi 200 250, hàn hết góc tròng áp về hai bên, hai má họng tròng. Đây là gia công trực tiếp, không có gọi là kết cấu nhà xưởng lắm, nhưng mà gọi đây là làm thủ công cắt hàn, chứ không bắt ốc hay là làm sẵn ở nhà mang đến, chỉ bắt ốc dựng cột bắt ốc thôi. Anh em tiếp tục làm nhé. Mình sẽ chia sẻ cuộc sống của mình cho mọi người cùng biết. Đây là toàn cảnh anh em. Dàn xong được, dàn khung với tôn. Tôn bên trên để đổ bê tông. Đây là bên trong nhà. Giường chiếu của thợ xây trước để đây. Đang làm dở dang, phường lại đến bảo hoãn lại. Thế mà chủ này bảo là giải quyết xong rồi. Cho đồ ra cửa luôn đi anh ạ. Không về à? Để cửa, tôi không bảo để cửa để nó chạy lấy á. Được thì... Phường này, phường lại đuổi về mất rồi. Đang làm dở dang.